Theo phản ánh của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, VDTC, có khoảng 40.000 xe đã dùng thẻ e-pass của công ty này bị dán chồng thẻ e-tac của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Hiện tượng này đã được báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải từ nhiều tháng qua nhưng vẫn gia tăng từ trong những tháng gần đây. Trước thông tin này, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuân thủ quy trình dán thẻ, khi thay thẻ phải báo lại cho bên còn lại biết. Theo tính toán của VDTC, việc gần 40.000 xe đã dùng thẻ e-pass bị dán chồng thẻ gây thiệt hại cho đơn vị hơn 6,7 tỷ đồng. Mặt khác, khi một xe dán hai thẻ sẽ làm xung đột về kỹ thuật, gây lỗi khi xe qua trạm thu phí. Khó khăn của chúng tôi trong công tác đối soát hậu kiểm, khi mà xe dán hai thẻ thì có thể hệ thống sẽ nhận diện một trong hai thẻ, thì cái đấy là chúng tôi sẽ bị tăng tải. Và chúng tôi kiến nghị là không riêng gì câu chuyện dán thẻ, mà hệ thống thu phí không dừng cần có một cái cơ quan quản lý ban hành các quy trình, quy định, hướng dẫn và các cái bộ KPI để đánh giá, và có sự theo dõi đánh giá thường xuyên, và các đơn vị vận hành, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy trình. Về phía công ty VETC cho biết đã yêu cầu nhân viên tuân thủ nghiêm quy định, tuy nhiên thực tế phát sinh do lỗi của cộng tác viên cá nhân. Các cái đại lý hay là các cá nhân nào đấy có việc là sai phạm thì VEC sẽ yêu cầu các cái đơn vị điều chỉnh lại và giải quyết triệt để các sự cố, và VEC sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Giao thông số để gọi là giải quyết tất cả những cái sự cố hiện tại để đưa cái yêu cầu của dịch vụ khách dịch vụ thu phí tự động không dừng lên cao nhất. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra cho thấy có tình trạng dán chồng hai thẻ trên xe ô tô ở cả hai nhà cung cấp. Tuy nhiên hiện chưa có chế tài để xử phạt hành vi này. Về mặt lâu dài hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các đơn vị để xem xét có thể là bổ sung trong các cái chế tài về thực hiện thu phí điện tử không dừng. Hiện nay thì thu phí điện tử không dừng thì cũng đang thực hiện dựa trên cái cơ sở là quyết định 19. Mặt lâu tổng cục bộ thông tải thì cũng đang dự kiến xem xét là để nâng cấp cái quyết định này trên thành một cái nghị định để có cái cơ sở xử lý các cái vấn đề này. Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15 tháng 8. Trên cơ sở đó, tổng cục sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải biện pháp xử lý.